Trong bóng đá, có rất nhiều huấn luyện viên vĩ đại đã đặt dấu ấn của mình lên một đội bóng và rộng hơn là cả nền túc cầu. Những di sản đó có thể là danh hiệu, triết lý chơi bóng hay khí cạnh con người. Và dưới những bàn tay nhào nặng của những chiến lược gia đó là có rất nhiều ngôi sao được tạo ra. Để rồi giờ đây, họ xứng danh huyền thoại. Hôm nay, hãy cùng đi tìm top 10 di sản vĩ đại mà các huấn luyện viên đã để lại sau khi chia tay đội bóng. Vị trí số 10, Claudio Ranieri, Jamie Vardy, Leicester City. Sau khi Nigel Pearson bị sa thải vào năm 2015, Ranieri là người được chọn kế nhiệm và ông đã bắt đầu cuộc hành trình của mình thay đổi số phận Leicester City. Ranieri chuyển Leicester City và lại sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Ông cùng với Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Angelo Kante, Shinji Okazaki đã tạo nên một mùa giải kỳ tích. Bày cáo, trải qua một chức vô địch thật khó quên. Đó là một câu chuyện cổ tích có thật khi họ giành được chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Và chính Jamie Vardy là một trong những nhân tố quan trọng nhất ở chuyến hành trình kỳ diệu năm đó. Trong mùa giải mà Leicester City lên ngôi, Vardy ghi đến 24 bàn cùng 8 kiến tạo. Anh chỉ còn thiếu duy nhất một bàn để có thể cùng chia sẻ danh hiệu vua phá lưới cùng Harry Kane. Sau khi Ranieri rời đi, Jamie Vardy vẫn tiếp tục gắn bó cùng Leicester City và trở thành một phần lịch sử của câu lạc bộ này. Vị trí số 9, Jose Mourinho, Rafael Varane, Real Madrid. Mùa hè 2011, Varane gia nhập Real Madrid từ Lens. Thời điểm đó, dưới triều đại Mourinho, người ta nghĩ rằng Varane chỉ là một phương án dự phòng không hơn không kém. Thế nhưng, dưới bàn tay nhào nặng của Mourinho, Varane từng bước trưởng thành và chiếm luôn số đá chính của Pepe. Dưới áp lực thành công ngay lập tức ở Real Madrid, Mourinho vẫn kịp cho ra mắt những cái tên nổi bật như Rafael Varane, Jesse Rodriguez và Alvaro Morata. Trong cả ba, Varane là người trưởng thành vượt bậc hơn cả. Từ việc chỉ là một trung vệ 18 tuổi và vẫn còn là một viên ngọc thô, Varane trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới cũng như thành công nhất lịch sử Real Madrid. Cùng với Mourinho, Varane đã có được hai danh hiệu là La Liga và siêu cúp Tây Ban Nha. Vị trí số 8, Pochettino, Harry Kane, Tottenham. Có thể nói nếu không nhờ sự xuất hiện của Mauricio Pochettino, sự nghiệp của Harry Kane khó lòng vươn đến đỉnh cao như hiện tại. Dù đã được đôn lên đội một từ năm 2009, thế nhưng với vai trò là một cầu thủ trẻ thời điểm đó, Harry Kane chưa thể hiện được quá nhiều. Chỉ cho đến khi Pochettino chính thức nắm quyền chỉ đạo vào năm 2014, ông không chỉ nâng tầm Spurs mà còn việc tạo ra một cầu thủ trẻ thành ngôi sao. Dưới bàn tay của ông, Harry Kane, Sonny Milne, Dele Alli và nhiều cầu thủ khác đã trở thành những ngôi sao tên tuổi. Đặc biệt trong số này, Harry Kane vươn đến đẳng cấp hàng đầu thế giới. Dù không thể cùng nhau đạt được những danh hiệu, nhưng Pochettino và Harry Kane đã cùng nhau biến Tottenham trở thành một thế lực của bóng đá Anh, thậm chí còn vươn ra châu Âu khi từng vào đến trận chung kết Champions League. Sau khi Pochettino rời đi, Harry Kane cũng suýt chút nữa đã rời đội bóng này nếu như Daniel Levy không cương quyết trên bàn đàm phán. Vị trí số 7, Jurgen Klopp, Marco Reus, Dortmund. Marco Reus từng có quãng thời gian làm việc cùng Jurgen Klopp trong giai đoạn từ 2012 đến 2015 khi anh chuyển đến từ Mönchengladbach. Và chính Jurgen Klopp là người đã giúp cho Marco Reus trở thành một huyền thoại tại đội bóng. Trong mùa giải đầu tiên của cặp đôi này, Dortmund vào đến trận chung kết Champions League, trong khi Reus trở thành một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất châu Âu. Không chỉ vậy, Reus luôn thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Klopp. Bạn sẽ thật ấn tượng mỗi khi Jurgen ngồi trước mặt với ánh hào quang tỏa ra, sự nhiệt huyết và nguồn năng lượng vô tận. Kể cả cách ông ấy nói chuyện thôi cũng đủ thuyết phục bất kỳ ai. Vị trí số 6, Zinedine Zidane, Casemiro, Real Madrid. Dưới thời Rafael Benitez, ông là người đầu tiên đặt niềm tin vào Casemiro, nhưng vị chiến lược gia này lại không dám sử dụng Casemiro ở những trận đấu quan trọng. Nhưng ngày đầu tiên Zidane ngồi vào chiếc ghế nóng tại Real Madrid, ông nói rằng sẽ có một sự thay đổi, và một trong những thay đổi mang tính cách mạng đó chính là tuyến giữa của Real Madrid. Đó là việc Zidane trọng dụng Casemiro. Lối chơi của Casemiro được miêu tả là thô sơ như một cái máy. Tuy nhiên, anh luôn làm tốt nhiệm vụ mà không một tiền vệ nào của Real Madrid có thể đảm đương. Cắt bóng, phạm lỗi, chuyền cho đồng đội, Casemiro luôn là người khiến Zidane cảm thấy hài lòng nhất trong bất kể trận đấu nào. Cùng nhau, họ đã chinh phục 3 chiếc vô địch Champions League liên tiếp, 2 La Liga, 2 siêu cúp châu Âu, 2 FIFA Club World Cup và 2 siêu cúp Tây Ban Nha. Vị trí số 5, Pep Guardiola, Joshua Kimmich, Bayern Munich. Pep Guardiola là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới trong hơn 10 năm qua. Không chỉ là một chiến lược gia thiên tài, ông còn là một nhà phát triển cầu thủ đại tài. Ở Bayern, Pep là người phát hiện ra tài năng của Joshua Kimmich. Pep đã đặt nền móng để tiền vệ người Đức trở thành một trụ cột không thể thay thế trong những năm qua. Trong hai mùa giải sát cánh cùng nhau,
Bộ đôi này đã giành được 2 Bundesliga và 2 cúp quốc gia. Có thể nói Joshua Kimmich là phiên bản kế thừa hoàn hảo nhất của huyền thoại Philipp Lahm. Nếu như Bayern Munich là đội bóng tập hợp của những cầu thủ đa năng, thì Joshua Kimmich phải là cái tên số 1. Ở vị trí hậu vệ phải, Kimmich được xếp vào những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, tiền vệ người Đức đã cho thấy anh hoàn toàn có thể trở thành một tiền vệ trụ hàng đầu kể từ khi được Pep Guardiola sắp xếp mình đến vị trí mới này. Vị trí số 4, Johan Cruyff, Pep Guardiola, Barcelona. Pep Guardiola có thể coi là hiện thân của Johan Cruyff ở thời đại này. Ông chịu ảnh hưởng lớn từ ông thầy huyền thoại sau 6 năm làm việc ở Barcelona. Tôi không biết gì về bóng đá cho tới khi tôi biết Cruyff. Đây là câu nói của Pep Guardiola được in ngay trên trang bìa của tự truyện của cố huyền thoại Johan Cruyff. Nếu như không có Cruyff, sẽ không có được Pep Guardiola ngày hôm nay. Trước đây, khi là huấn luyện viên của Barcelona, Johan Cruyff đã từng cứu Pep Guardiola khi Barca cho rằng Pep không đủ khả năng và muốn loại ông ra khỏi đội hình. Nhưng chỉ có Johan Cruyff mới nhận thấy được những phẩm chất tốt của Pep Guardiola. Vì vậy, ông đã đồn Pep lên đội 1 vào năm 90 và phần còn lại là lịch sử. Vị trí số 3, Jose Mourinho, Frank Lampard, Chelsea. Mourinho tự mô tả Lampard là người bạn thân nhất của ông trong bóng đá và là chìa khóa trong mọi thành công mà ông có được tại Chelsea. Hình ảnh Mourinho ôm chầm lấy Lampard cảm xúc xuất hiện trên màn hình lớn sân Thiên Niên Kỷ sau chiến thắng ở trận chung kết League Cup 2005 trước Liverpool đã cho thấy tình cảm sâu sắc giữa hai thầy trò. Đơn giản, đó không chỉ là một cái ôm bình thường, đó là cái ôm sau trận chung kết cho danh hiệu đầu tiên của họ bên nhau. Tôi muốn ôm các học trò của mình nhiều hơn nữa, bởi khi chúng tôi nhiệt tình hợp tác, thành công rồi sẽ đến dễ dàng hơn. Cùng nhau, Mourinho và Lampard đã chinh phục 2 Premier League, 1 FA Cup, 2 cúp Liên đoàn Anh và 1 siêu cúp Anh. Nhưng những gì Mourinho để lại cho Chelsea khi ông rời đi ở giai đoạn 1 còn hơn cả một di sản, vì Frank Lampard chính là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea và cả Premier League. Vị trí số 2, Sir Alex Ferguson, David De Gea, Man United. Bất kể khi nào David De Gea có những màn trình diễn đỉnh cao, là một lần người hâm mộ Man United lại truyền tai nhau về câu chuyện chiêu mộ ảnh của Sir Alex. De Gea quả thật là một trong những món quà quý giá mà Sir Alex để lại cho Man United sau khi ông giải nghệ. Trong 2 mùa giải gắn bó bên nhau, Sir Alex và Fergie cùng nhau vô địch Premier League và đó cũng là danh hiệu nước Anh gần nhất của Man United đến hiện tại. Sir Alex Ferguson không đi quá sâu vào các buổi tập cũng vì ông luôn tin tưởng vào David De Gea cũng như tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Ông luôn kích thích tinh thần cũng như động viên De Gea, tạo động lực cho anh phát triển. Thậm chí khi truyền thông chỉ mua dù vào Sir Alex, ông cũng không hề loại David De Gea mà luôn đặt niềm tin vào thủ môn người Tây Ban Nha. David De Gea trở thành biểu tượng mới tại Man United và là ngôi sao xuất sắc như thời Luis Van Gaal, là người cứu tinh của Jose Mourinho và người giữ hồn quỷ đỏ như thời David Moyes, cũng như người đảm bảo hàng thủ cho Man United như thời Solskjaer cũng như Ralf Rangnick. Vị trí số 1, Pep Guardiola, Lionel Messi, Barcelona. Có lẽ thành tựu lớn nhất và huy hoàng nhất trong sự nghiệp cầm sao vàng của Pep Guardiola là việc ông đã đẩy Ronaldinho ra khỏi Camp Nou và trao chiếc áo số 10 huyền thoại lại cho Lionel Messi. Để rồi, cầu thủ người Argentina trở thành một trong những vĩ nhân của làng túc cầu. Việc kéo một Messi từ một tiền đạo cánh phải thuần trước đây vào trung lộ, chỉ định anh thi đấu lùi sâu, hỗ trợ phối hợp, làm mồi nhử, kéo bóng và đảm lương luôn cả nhiệm vụ ghi bàn đã cho thấy Pep tin tưởng vào Messi như thế nào. Với mũi nhọn Messi trên hàng công, Barcelona trở thành một câu lạc bộ không thể ngăn cản. 7 quả bóng vàng thế giới, 4 Champions League cùng vô số những danh hiệu cá nhân lẫn kỷ lục là chưa thế nào kể hết sự vĩ đại của Messi. Trong những lần phỏng vấn, khi được hỏi về cậu học trò cũ, Pep không ngần ngại dành những lời ca tháng đẹp nhất cho Messi. Đừng viết về cậu ấy, cũng đừng cố gắng miêu tả cậu ấy, chỉ cần thưởng thức cậu ấy đá bóng. Trên đây là top 10 di sản vĩ đại mà các huấn luyện viên đã để lại cho đội bóng sau khi họ rời đi. Với khía cạnh con người, những cái tên kể trên không chỉ đơn thuần là di sản danh hiệu mà họ còn là nền tảng để giúp câu lạc bộ hoàn toàn có thể trở nên thành công và vĩ đại hơn nữa.